Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của nữ vlog 10. Cà chua cả nhà ơi. Cái cây cà chua nó chín rồi cả nhà ơi. Chín nhiều lắm nè. Muốn chờ luôn cả nhà. Cây chín nhiều lắm nè cả nhà. Có một cây một luôn. Cả nhà thấy nó nhỏ nhỏ vừa vừa. Nhỏ vừa vừa. Cũng lắm cả nhà. Wow, nhiều lắm. Nhiều quá cả nhà. Chín rồi nè. Cây nhỏ cả nhà, có một cây một à, cây một cũng trái nhiều lắm cả nhà, 20 trái chín để làm salad ăn cả nhà. trời ơi mà sao nó bị ngã xuống, nó nặng quá, nặng quá nó ngã xuống luôn cả nhà. Trải quá trời luôn cả nhà. Thank you. Con cây một mà sao nó nặng nhiều xỉu luôn, nó xỉu xỉu luôn rồi cả nhà. Trái ôi là trái luôn. Hái được nhiêu đây à cả cha? Một nồi canh chua rồi nè. Cúc của mình á nó đỏ quá trời luôn rồi nè. Nó đỏ vàng khè luôn nè cả nhà. Mình nói mình sẽ hái cái nụ này mình phơi để nấu trà uống nè cả nhà. Cái loại hoa cúc này là hoa cúc nấu trà uống nha cả nhà. Nó rất là thơm. Bây giờ mình đi cắt salad cả nhà ơi. Mấy cây salad nó cao mà nó rất là tốt luôn. Mình trồng ở trong chậu á, nên nó cũng rất là sạch luôn á cả nhà. Cả nhà nhìn ngon chưa cả nhà? Đi qua đây mình cắt cái cây này luôn cả nhà. Cây này bự hơn. Trên giữa nó còn cái mấy cái lá nhỏ nhỏ nữa. Nhưng mà cắt luôn đi. Cây này to nè. Mình lại cắt thêm 3 cây ở trong chậu này luôn. Salad này nó rất là dễ lên đó cả nhà. Nó mau lớn lắm. Một cây nó bự lắm. Trồng ở trong chậu đó, nó cũng sạch lắm cả nhà. Mấy cây mà đầy cái thau luôn rồi cả nhà. Mình đi qua mấy cái chậu bên đây nữa. Mình trồng vòng vòng
nhiều chậu lắm. Chậu ở trong góc này á, nó cũng cây nó tốt lắm nè. Mình sẽ lựa mấy cây to to mình cắt trước. Này, cây này có nhiều lớp luôn. Mình có trồng mấy cây bí nữa. Bí gợ cả nhà. Mình lựa mấy cây to to mình cắt trước. Ăn trước nha cả nhà. Cải salad này nó rất là giòn cả nhà. Nó còn lá nhỏ nhỏ bên trong nhiều lắm cả nhà. Chắc có lẽ nó chưa nở hết. Nguyên cái chậu này có nhiều salad mà mình chưa cắt đâu cả nhà, mình để cho nó nở hết. Mình cắt ăn nó không có kịp, nhiều quá. Mình sẽ cắt cái cây này luôn cả nhà, cây này nhìn lớn nè. Trồng ở trong chậu salad rất là sạch luôn cả nhà. Chỉ cần mấy chậu thôi mà đã đầy một cái thau lớn rồi cả nhà. Đem vô nhà làm salad ăn nha cả nhà. Năm nay mình trồng nhiều salad lắm. Cái cây này bự ngon nè. Cây này ngon nè cả nhà, tươi nữa. Mình đem vô nhà mình rửa làm salad ăn cả nhà ơi. Mình cắt mớ cải để làm salad cả nhà. Cả nhà có thể ăn gỏi cuốn, ăn bánh xèo. Mình sẽ cắt ngắn ngắn mình cho vào cái tô. Hái liền là ăn liền nó ngon, giòn lắm cả nhà. Chỉ cần có một cây cải là ăn một buổi thôi. Mấy trái cà chua, lựa mấy trái chín mình sẽ cho vào cái tô salad luôn. Ở nhà đang coi phim Khương Nhật Minh trên YouTube. Cứ muốn ăn rau, rau vườn hái một chút xíu là nhiều. Ăn mấy ngày luôn. Mùa hè ở bên đây rất là thích luôn cả nhà. Cái chén này là nước tương dầu giấm nha cả nhà. Gồm có nước tương, dầu, đường và chút tiêu. Còn cái sốt này á, là sốt của Tây nha cả nhà. Cũng là trộn salad luôn. Nhưng mà nhà mình lại thích ăn nước tương dầu giấm hơn là sốt của Tây nha. Mình sẽ cho vài miếng hành tây ngọt đó cả nhà cho nó ngon. Mình cho nước tương dầu giấm vô hết luôn. Cả nhà nhìn thấy cái tô salad ngon chưa cả nhà, đơn giản mà rất là ngon nha. Mình có thể ăn với cơm nè, ăn với bún. Như vậy đã xong một tô salad, cả nhà có thể thưởng thức được rồi. Cho cả nhà coi con ong hút mật này cả nhà. Nó thích hút mật ở trong mấy cái nhị hoa lắm. Nó không có chịu đi ra. Nó đậu miết ở trong đó cả nhà. Trốn ở trong nó luôn à. Bên đây cũng vậy luôn nè cả nhà. Mấy con ong nó đang hút mật nè cả nhà.
mấy cái nhị hoa lớn lớn là nó thích lắm. Đi ra ngoài vườn là thấy có mấy con ong nó nằm trong nhị hoa. Mùa hè trồng hoa trồng rau đi, mấy con ong nó tới nó hút mật. Có mấy bụi hoa ở dưới vườn nho cả nhà, hoa ông Phật ngồi ở dưới vườn nho luôn. Vàng nho của mình trái còn xanh chưa có chín đâu cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian coi hết video của mình, và mình hẹn cả nhà video tiếp theo. Xin chào.